Xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của Bonsai Đinh Vượng. Hiện tại Bonsai Đinh Vượng đang có mặt trước một cái tác phẩm Độc Long Kim Cương của anh Trường Giấy, đang được rất nhiều anh em quan tâm và chú ý. Thì được anh em cùng nhau chia sẻ. Ở đây có anh Trường và anh cùng đoàn ở đây để cùng nhau chia sẻ. Một cây gây long đại diện cho những cái cây cảnh, những cây truyền thống của Việt Nam. Giá trị như này. Mai không ai làm. Bây giờ nói chung với bác Hòa, bác bán cây này cũng là gọi là vì cuộc sống thôi. Thế bác tiết tất ruột hôm qua, bác bảo thôi nguyện vọng của bác là mang sân để mọi người nhớ đến bác Hòa. Đấy, chia sẻ của anh Trường. Bây giờ chưa biết người ta nói tổng thể cái triển lãm. Vâng ạ. Thì đẹp. Khẳng định nó đẹp và càng ngày càng đẹp. Mỗi một cuộc triển lãm qua thời gian nó lại đẹp hơn. Thì cái đấy ta không bàn. Nhưng chỉ nói là thực sự là Hùng Đoàn là tiếc đây này. Nhẽ ra những cái tác phẩm lớn ấy, là phải ra sân chơi ấy, giá mà ban tổ chức cho nó đứng cạnh nhau ấy. Đấy, để người ta nhìn vào, người ta học hỏi lẫn nhau. Thế còn tác phẩm này nhẽ ra là không đi, chỉ đi 5 tác phẩm thôi. Chúng Trường không đi nhưng mà cũng yêu bác Hòa quá. Thực ra bác Hòa, bác đã chuyển nhượng nhiều nên là chiều lòng bác Hòa là phải đi sau. Một mình nó một xe là đi. Thế còn nói với các bạn rằng là nếu nói về cái long thì ta phải hiểu rằng là này, người Việt Nam ta là cái gì cũng liên quan đến long với phượng hết. Từ lúc chúng ta sinh ra rồi đến lúc lấy vợ nhà chú Hiệp nhà, hiểu không nhỉ? Rồi thậm chí đấy, tức là từ cái vui cái buồn nó đều liên quan đến rồng phượng. Đấy, ví dụ như tất cả các triều đại thể hiện đều bằng con rồng. Tất cả các triều đại đều thể hiện bằng là con phượng. Đấy. Đấy. Rồng phượng mà. Đấy thì là thứ nhất thì nói về hồn cốt. Hồn cốt thì các bạn thấy rằng là nhìn là thấy rồng với phượng rồi. Không phải phân tích nữa. Và mà cứ chỉ cho anh em cùng tham khảo ạ. Vâng. Nhưng có một cái điểm nhé, là long thì rất nhiều loại long. Vâng. Nhưng tại sao đặt nó là độc long? Vâng. Nó có cái điểm độc đáo của nó là một con rồng đang bay lên hoặc đang hạ xuống. Vâng. Đều rất mềm dẻo, đúng. Vâng, người ta gọi là đúng hồn cốt của một con rồng. Vâng. Nó độc ở cái chỗ đấy. Vâng ạ. Thế còn bác Hòa đặt nó là kim cương thì cũng đúng thôi, bởi vì là trong ta nói ở cái dàn long thôi, chúng ta không nói những tác phẩm khác, tức là cái phong cách khác, thì nó có thể nói nó là đầu bảng quý cái kim cương. Còn bây giờ tôi muốn nói đến cái độ già độ tuổi. Cổ kim ý thì đương nhiên rồi, nhìn một tác phẩm này thì không ai nói rằng nó không cổ kim ý. Nhưng cái để khẳng định nó cổ nhá, các bạn nên nhớ rằng này, độ căng, độ sun, độ mịn, tức là cái độ chỉn chu của nó đạt đỉnh thì nó mới thực sự là cổ. Đây các bạn cứ soi đi, bởi vì có nhiều tác phẩm là quay không dám soi đâu, nhưng riêng tác phẩm này các bạn soi đi, soi vô tư, soi thoải mái, tức là nó đạt đến độ chỉn chu về độ cổ. Và là gì, nó cổ từ rễ cho lên đến chi, có đúng không? Đấy, cái đấy là nó là tả thực. Đấy. Còn những tác phẩm cổ khác ấy, mà cải tạo lại ấy, thì phải mất 5 năm, 10 năm, thậm chí 15, 20 năm thì may ra. Đấy, thì nó mới hòa quyện được với nhau. Còn đây là nó nguyên bản. Một con lòng nguyên bản. Còn một điều nữa thì nếu nói về chữ kỳ, khi mà đã soi đến cái chữ kỳ ấy, thì chúng ta nhớ là chữ kỳ nó có hai vấn đề. Sự phát triển nội lực của cây, cái nguồn gốc của cây, giống cây, sự phát triển nội lực, năm tháng, thời gian, thiên nhiên quang quật thì nó tạo nên cái nét kỳ, và bàn tay con người dẫn dắt nhé. Đấy, các bạn nên nhớ rằng là cái kỳ ở đây này là một cái kỳ rất tổng thể, cái kỳ giữa thiên nhiên, giữa giống cây và giữa bàn tay con người, tức là nó cũng đạt đến một cái chữ kỳ tổng thể. Đấy, chứ không, đó không phải là chỉ còn có một hai cái điểm nhấn của chữ kỳ, mà nó kỳ tổng thể, thậm chí nó còn kỳ lên đến tận tay, tận chi và tận răng. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái sự kỳ đấy nó hài hòa. Chị đứng hẳn vào trong. Thế còn bây giờ tôi muốn nói đến, độ mỹ nhá. Các chị vào sôi nổi. Các bạn nên nhớ này. Thế. Cây và trọng nó tương hỗ, nó tôn cái vẻ đẹp của nhau lên. Cái chậu này tưởng là dày nhưng thực tế là nó hai thớt. Đấy.
Và khi nhé, người nghệ nhân làm chậu cũng như chủ nhân của cây ấy đã tính toán đến cái độ tỷ lệ của quốc tế, tức là gì, chiều dày của chậu bằng chiều to đường kính của thân, và cây xuất phát điểm từ tay một là bằng 1/3 tổng thể của cây, tức là nó đạt đến cái mỹ không của riêng người Việt đâu, người Việt mình đã khắt khe rồi, nhưng quốc tế thì người ta tính bằng con số đấy. Các cụ nhà mình mà đã chơi cây thế là cứ tay một phải to tay hai, và tỷ lệ của các tay đây, các bạn cứ đo tỷ lệ, tỷ lệ chuẩn cực kỳ luôn đây. Được. Một đường này tay một, tay hai này, tay ba, tay tư đấy, tỷ lệ tức là ở Việt Nam gọi là tỷ lệ cổ khắt khe của các cụ, nhưng với quốc tế thì người ta tính bằng cm, tức là nó đạt tất cả cái tỷ lệ đấy. Thế còn nếu nói về độ hùng vĩ thì khả năng thời trước mắt ta cứ nói rằng là nó cao to nhất trong cái triển lãm này, nếu nói về cây cảnh trên trọng, chứ ta không nói nó đẹp nhất, đúng không đồng chí Hiệp? Đấy, bởi vì mỗi cây mỗi vẻ mà. Đấy, cây cảnh là nó muôn màu, mỗi người một ý thích, nhưng phải nói rằng nó đạt trọn vẹn đấy, cổ kỳ mỹ. Chúng ta không dùng cái chữ văn đấy, văn thì nó bao gồm cổ kỳ mỹ đấy, truyền thống người Việt là chỉ có cổ kỳ mỹ thôi, thì nó đạt được các cái đỉnh đấy, thì cũng thú thật là một trong những tác phẩm của tôi cũng rất thích. Đấy, chứ còn hôm nay nói như này là tôi nói vì cái chung nhé, còn tôi nói vì em tôi là ông Trường Giấy đâu, tôi nói là vì cái chung, và cũng mong với mọi người là tiếp thu được cái gì và sàng lọc được cái gì, tức là tất cả vì cái chung, nhưng khẳng định rằng là triển lãm rất đẹp, mỗi cây mỗi vẻ. Có cái là không có thời gian, mai phải họp, tối nay tranh thủ đến ngó tí thôi, chứ mai không dự được. Mình cũng chia sẻ với các bạn thì sẽ có dịp đấy. Em thay mặt quý vị yêu cây cả nước cảm ơn anh, và cảm ơn anh Trường, và cảm ơn tất cả các anh đã mang những tác phẩm về đây tham dự triển lãm Quốc Linh, để cho mọi người yêu cây cả nước được mãn nhãn anh ạ. Và cảm ơn những kiến thức của anh, những kiến thức bổ ích của anh đã chia sẻ cho quý vị. Thực ra nói kiến thức là tận thu thiên hạ nhân tâm thôi, kiến thức của tôi là tự ghi ở trong đầu tất cả kiến thức của các bạn thôi. Và cũng xin cảm ơn anh vì cái chia sẻ của anh, là những cái chia sẻ quý báu, đó là những cái kinh nghiệm anh ạ. Và thì xin cảm ơn tất cả anh em nhé. Vâng, xin chào tất cả, cảm ơn tất cả mọi người. Rồi xin chào tất cả anh em yêu cây trên cả nước, rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé. Cảm ơn bác Trường Giấy nhé. Vâng, xin chào bác. Dạ.